dòng sông Đa Nhiêm chảy qua thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Vô số các loại rác thải từ sản xuất nông nghiệp đến rác thải sinh hoạt bị thải xuống. Còn đây là dòng suối Cam Ly Thượng tại xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Nước luôn đổi màu, gây mùi hôi và ô nhiễm nghiêm trọng khi bước vào mùa chế biến cà phê. Ô nhiễm nước thải của dòng sông Đa Nhiêm này thì nó có nhiều nguyên nhân. Cái thứ nhất thì không muốn nói là về cái ý thức của người dân. Thứ hai nữa là bây giờ hiện nay là cái nguồn rác thải đó, giờ bà con nhân dân của chúng ta là khi mà sử dụng á, và không có cái vấn đề thu gom, do đó là tất cả mọi vấn đề rác thải đều đổ xuống dòng sông, trong đó có rác thải của nhà, rác thải của súc vật, rồi rác thải của bao bì, bỏ thuốc sâu các cái, nói chung nhìn chung là đều đổ vào dòng sông cả. Thêm vào đó là cái hệ thống nước thải của khu dân cư hầu như là các tuyến mương đều đổ vào dòng sông, từ đó thì phải nói là nó gây ra những cái ô nhiễm mà phải nói là rất ảnh hưởng tới sức khỏe của cộng đồng khu dân cư. Nói chung là màu nước đen kịt, mùi hôi thối tối đến là rất khó thở, kể cả người lớn cũng không chịu được, chứ không nói là trẻ con. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng môi trường mà còn ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước về lâu dài. Thì cái ảnh hưởng của nó đến chất lượng nguồn nước thì rất là rõ ràng. Thứ nhất là nó ngăn cản dòng chảy, thứ hai là nó gây lên cái ô nhiễm về lâu dài. Nếu như mà các cấp chính quyền và ý thức của người dân mà không được nâng cao lên thì chắc chắn là cái chất lượng nguồn nước nó sẽ bị suy giảm do cái việc mà người dân xả rác bừa bãi. Nguồn nước đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Chính vì vậy mà năm 1993, Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 22 tháng 3 hàng năm là Ngày Nước Thế Giới, nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước, vận động thực hiện các chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt. Năm nay với chủ đề Nước và Việc Làm, Ngày Nước Thế Giới kêu gọi mọi người thiết thực hưởng ứng chương trình. Tuy nhiên, thực trạng xả rác thải bừa bãi xuống sông, suối và ao hồ gây ảnh hưởng đến nguồn nước như hiện nay đang là vấn đề đáng báo động. Chúng tôi thiết nghĩ rằng những cái hoạt động hàng ngày trên đồng ruộng cũng như là cái việc giải quyết về thu gom rác thì chúng ta cần đảm bảo những cái điều kiện cần thiết cho cái việc thu gom xử lý rác tại các khu vùng đô thị và nông thôn, và tăng cường cái việc đầu tư xây dựng các cái nhà máy xử lý rác cũng như là xử lý rác ở các cái khu vực ở nông thôn, mức độ đầu tư cần phải tăng cường hơn nữa để đảm bảo là cái việc mà giữ và bảo vệ và giữ gìn nguồn nước, nhất là cái nguồn nước của các cá có hồ chứa như là Đăng Kia Sú Vàng, hồ Trường Lâm, rồi hồ Nam Phương, cũng như các cái hồ cung cấp nước khác ở trong khu vực, kể cả các cái khu vực mà lấy khai thác nước ngầm cũng cần phải đảm bảo để nguồn nước được sạch và đảm bảo yêu cầu vệ sinh trong quá trình mà sử dụng cái nguồn nước dưới đất. Ngày Nước Thế Giới năm nay với chủ đề Nước và Việc Làm cũng đồng nghĩa với việc kêu gọi mọi người cần có những việc làm và hành động cụ thể như không xả rác, không gây ô nhiễm, sử dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, nhằm góp phần phục vụ đời sống và sinh hoạt của con người ngày một tốt hơn. Thải ra và mình sẽ lọc bớt cái vỏ, những cái vỏ bẩn, và sau đó là mình đưa vào mình ủ trong vòng 6 đến 8 tiếng để cho cái men của cái cà phê chuồn được ngấm vào. Sau đó mình mới rửa sạch, mang ra phơi.